Đường đua tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 đang nóng hơn bao giờ hết với diễn biến căng thẳng đang leo thang giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump tại các sự kiện tranh cử riêng lẻ. Theo đó, hai vị ứng cử viên này đang nỗ lực chứng minh rằng mình mới là tổng thống Mỹ tương lai. Theo lịch đã được hai ứng cử viên tổng thống Mỹ thống nhất, hai ông Joe Biden và Donald Trump sẽ tổ chức cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình vào ngày 27 tháng 6 tới. Đây được xem là một bài kiểm tra quan trọng về sức khỏe đối với cả hai ông Joe Biden và Donald Trump khi mà cử tri dư luận Mỹ không chỉ quan tâm tới cương lĩnh tranh cử, bàn đối đáp giữa hai kỳ phùng địch thủ mà còn là để soi những sai sót trong lời nói như một dấu hiệu cho thấy họ có thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tới hay không các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy người mỹ lo lắng về độ tuổi của ông joe biden hơn cho dù đương kim tổng thống từng khẳng định vẫn còn sung sức và đủ năng lượng để tái tranh cử luật pháp mỹ hiện không có bất cứ quy định nào liên quan tới vấn đề tuổi tác của ứng cử viên tổng thống hay đương kim tổng thống cũng như bắt buộc các ông chủ nhà trắng phải công khai hồ sơ sức khỏe và y tế của mình tuy nhiên tổng thống joe biden đã công khai hồ sơ sức khỏe và bác sĩ nhà trắng khẳng định ông đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới có sự khác biệt quan điểm chính sách rất lớn trong nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại quan trọng. Thế nên, việc ông Joe Biden hay Donald Trump giành chiến thắng để nắm quyền trong 4 năm tới đang được quan tâm sâu sắc tại nước Mỹ cũng như khắp thế giới.